Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Và cuối cùng thì mình đã đợi cho hai quả trứng rồng mà mình tìm được hôm qua ấp xong rồi nè. Hồi hộp quá đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón hai em rồng này ha. Lấy ra trước nè. Giờ thì bắt đầu cho hai em rồng này ra thôi. Đầu tiên là rồng thay ma ha. Đây, rồng zombie đó. Coi kìa. Uầy, đúng phong cách zombie rồi, trên người còn có những vết thương nữa cơ. Lại đây nào cưng. Lại đây nào, con rồng kia nó quýnh bây giờ, lại đây đi con đó, chuyên gia ăn hiếp rồng nhỏ đó. Rồi, lại đây nghe. Rồi, xong phim, giờ thì cho em rồng tiếp theo, đó là rồng mắt rồng, vampire. Này. Rồng mắt rồng đẹp vậy. Uầy. Rồng mắt cái rồng ở phần cổ ấy, giống như có cái áo choàng vậy. Vuốt là móng vuốt đỏ nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đuôi nhọn hoắt luôn nha. Uầy, hai em rồng bữa nay mình hơi bị xịn luôn. Rồi, và đây là hình dạng lúc còn nhỏ thôi. Giờ thì mình sẽ cho hai em này ăn để lớn lên coi coi hình dạng khi lớn sẽ như thế nào ha. Đầu tiên là rồng zombie trước đây. Đây, rồng zombie bắt đầu có sự thay đổi nhẹ nhẹ rồi đó. Trước mắt là cho lên cấp 25 trước nè. Để coi. Ui, cấp 25 là mình thấy được cái bè sườn của rồng zombie luôn. Coi kìa. Thấy được xương sườn luôn á. Đúng kiểu thay ma rồi. Nhìn em này kiểu bị tội nghiệp ha. Cánh thì cũng bị lủng nữa nè. Hơi bị tội luôn. Còn rồng ma cà rồng thì sao? Ui, lên 25 cặp mắt đã thay đổi 180 độ luôn. Hết mắt tròn rồi, chuyển sang mắt nhỏ nhưng mà sừng thì nhọn lên đó. Coi còn thay đổi ở hình chi tiết nào nữa không? Hình như hết rồi, thay đổi mỗi cái phần đầu thôi à. Ồ, khuôn mặt hết dễ thương rồi, còn nhỏ nhìn dễ thương mà lớn lên nhìn ghê quá. Không biết em này có skill gì đặc biệt không á. Ồ, nhưng mà cấp 25 thì vẫn chưa cửa được hai em rồng này. Vậy là phải cho ăn thêm rồi. Rồi nha. Lớn hết rồi nha. Hai em này có kích thước cũng xem nhau thôi à. Và bây giờ mỗi em đều đã lên cấp 60. Mình sẽ cưỡi thử ha. Wow. Cưỡi rồng ma cà rồng xịn thật. Ở phía sau mình giống như là cái ghế tựa vậy. Đúng đẹp luôn. Bay lên coi. Ui. Coi kìa. Khi bay cái phần ở sau lưng mình ấy, nó còn bồng bềnh nữa cơ. Nhìn rất là đẹp luôn. Wow, đây là em rồng ma cà rồng á. khá là hay đó. Tiếp theo là rồng zombie nào. Kìa, từ dưới này mình nhìn lên mình cũng có thể thấy bộ lòng của rồng zombie á. Ui á, ui con nào mới đánh mình vậy? À, con rồng clan kia. Tấn công nó đi rồng ma cà rồng. Nó dám đánh mình với mấy em rồng của mình. Láo tét thiệt á. Con rồng cà lan kia đâu rồi? À, núp ở đó hả? Mới cấp 32 mà láo thiệt. Địa bàn này của mình với mấy em rồng mà dám gì đó. Rồng mắt cà rồng, qua đây xử nó. Này thì rồng cà lan. Rồng cà lan hả? Ui. Bị cà giật ơi. Ui da. Một phần á là tại gần mình có con rồng vua này á, nên lúc mà mình leo lên cưỡi rồng thì nó hay bị tình trạng cà giật ấy. Rất là khó chịu ha. Giờ thì chắc mình sẽ thủ tiêu con rồng này luôn thôi. Ui trời ơi, nó đang đốt zombie Bitman kìa. Láo chưa? Từ từ, để mình tấn công nó. Đấy, phép thuật băng của mình bây giờ đang khá là khỏe ha. Tầm vài hit nữa thôi. Đấy, tiêu diệt được con rồng đó rồi. Giờ thì mình leo lên cửa rồng, nó sẽ không bị cà giật nữa ha. Ok. Uầy, mới bắt đầu chuyến đi này mà mình đã gặp được chỗ của vua cướp dân làng rồi này. À, chắc ghé vô để lượm ít kim cương các thứ về nha. Lâu rồi chưa ghé vô. Rồi, ở dưới này đi. Không, chốt nước chắc mình cho rồng mình ngủ rồi đã. Ô, cái gì? Rồng ma cà rồng ngủ là dơ chân lên trời giống như là con dơi vậy. Này, cách ngủ rất là lạ ha, trồng cái chuối ấy, y như trồng cái chuối vậy. Chổng chân lên trời luôn à. Ngầu nha.
Rồi, giờ mình sẽ lên đây để mình chiến đấu với vua cướp dân làng cái đó. Trên đây có nhiều mấy thanh niên cầm cung thế. Thôi rồng ngủ đi, mình tự xử được. Trời, dầm ba mấy tên vua cướp dân làng này. Mình sẽ kêu Storm Elemental ra. Chuẩn bị đón nhận sức mạnh của Storm Elemental đi. Ôi trời, Storm Elemental quýnh không lại tên vua cướp dân làng này. Nhưng mà không sao, mình có phép động đất. Ôi, chết rồi, động đất xong sập luôn chỗ ở của vua cướp dân làng rồi. Oh no, cái phép động đất này ghê quá. Ôi, rồi mình bị bắt kẹt nữa. Thôi xong rồi. Xuống đây. Ui dô. Không ngờ cái phép động đất này nó lại ảnh hưởng tới địa hình như vậy luôn. Chút xíu nữa rồi mình bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn kia rồi. Sukana thiệt. Rồi giờ thì chữa thương cho rồng lại. Rồi sau đó mình sẽ đi lên và lấy kho báu ha. Thực chiến thì mới biết phép động đất này mạnh thì có mạnh, nhưng mà nó sẽ làm địa hình nó bị thay đổi một xíu ha. Nên cũng khá là thận trọng khi mà dùng phép này ấy. Lỡ ngớ là lại hại chính bản thân mình đấy. Rồi giờ thì lấy đồ thôi. Vô đây lúc nào cũng vậy, về cũng có cả đống kim cương hết. Thích ghê luôn á. Thôi tỉnh em ơi. Lạ thiệt. Bởi vì bữa nay có quá nhiều thông tin mới về em rồng này ha. Biết được một dáng ngủ rất là đẹp luôn. Và cạnh chỗ vua cướp dân làng hình như là một con thuyền, cũng như là hòn đảo chứa một cái obelisk thì phải. Chính xác luôn. Đây là đảo chứa obelisk của con cua. Wow. Trước mặt mình, đó, chuẩn bị xuất hiện con cua rồi kìa, cua khổng lồ. Được. Mình sẽ cho Storm Elemental tiêu diệt con cua này ha. Một hit nè. Bắn nữa đi, Storm Elemental. Hai hit. Hai hit là ngưỡng cứu tỏi con cua đó rồi. Và mình sẽ có được một cái Water Essence. Đây là thứ giúp mình có thể chế tạo ra cái viên đá nước nâng cấp cho Night Fury. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải có cái chân cua cái đã. Wow, bây giờ mình bắt buộc phải kiếm con cua để mình farm cái chân rồi. Đây, để mình qua đây mình farm thêm con này coi. Coi nó có rơi ra cái chân không á. Thử nào. Mình sẽ dùng phép nào tấn công cho nhanh đây ta. Ai sát đi. Nó vẫn không có rơi ra chân cua, nó chỉ rơi ra cái Water Essence thôi. Vậy thì mình sẽ farm cái chân con cua này ở đâu ta? Ngoài chân cua ra thì mình cần phải farm thêm răng cá mập cơ. Và những cái jelly nữa. Khó rồi. Mấy thứ này mình không biết tìm chỗ nào nhờ. Nó liên quan tới biển đó, chắc phải đi khám phá biển nhiều hơn để tìm thôi. Ui, sao tự nhiên đây có cuốn sách vậy? Sách miễn phí. Sách cũ rồi, sách này mình học rồi. Xuống dưới coi. Đột nhập vô cái tàu của bọn zombie này nè. Sách apprentice chưa học nè. Lắm. Hết rồi. Cũng được thêm một quyển sách phép thuật mới ha. Khá là ok đấy. Rồi giờ thì chuồn thôi, trước khi bọn chúng xuất hiện quá nhiều. Vậy là bữa nay mình đã có được cái nguyên tố nước rồi. Chắc mình sẽ cố gắng đi thêm một lúc nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp những con cua hoặc là những con cá mập để mình có thể farm và chế tạo ra cái viên đá nước nâng cấp cho Night Fury ha. Ủa, rồng zombie đâu ta? Đây rồi. Rồng zombie đây rồi. Đi, let's go. Đi nào rồng zombie ơi. Ở dưới này nó còn có một cái giống như là thủy cung vậy. Được đấy, xuống luôn. Ngại gì, xuống nào. Nó sẽ có những cái con Guardian này. Mình phải tiêu diệt nó. Kẻo nó tấn công mình đấy. Dưới này có gì không? Dưới này không có gì à? Kìa. Mình tưởng nó sẽ giấu đồ gì chứ. Ai vậy, nó không có giấu đồ gì trơn á. Mấy con Guardian lừa đảo này. Đợi đấy. Lừa đảo nè. Rồi, đi thôi.
trên bầu trời đang có một cái đảo. Hình như đó là đảo của một loài rồng. Không biết em rồng này tên gì ta? Lâu quá mình quên mất tên rồi. Đi lên trên để coi lại cái tên của em này nè. Sẵn tiện lấy luôn cái trứng rồng. Quá tuyệt vời. Trời ơi, em rồng này đúng đẹp luôn. Đây đây, trứng rồng nằm bên này. Trứng rồng này có tên là Storm Stratus ha. Đúng rồi, rồng này là rồng Storm Stratus. Quá dữ. Màu của em đó là màu bình thường thôi. Em này còn có một cái màu hiếm nữa, đó là màu đỏ ha. Rất là đẹp luôn ấy. Rồi. Kìa kìa kìa, dưới nước đang là Storm Stratus nhưng mà màu đỏ kìa. Màu rất là tươi và đẹp luôn ấy. Đó là dạng hiếm thôi, lâu lâu mới có một em giống như vậy á. Hy vọng là mai mốt mình ấp trứng hên hên là ra em rồng hiếm á. Như vậy thì rất là thích luôn. Rồi giờ thì vô đất liền rồi hả ta? Thôi không vô đất liền đâu, ra biển tiếp. Đi kiếm cua ơi. Để coi coi mình có farm được con cua hay là con cá mập nào không. Để mình còn làm cái viên đá nước nữa. Ồ, trong đất liền cũng có cái chỗ của con cua khổng lồ nè. Đây là con cua thứ 3 rồi đó. Không biết lần này mình farm thì có ra cái chân không á. Thử nào. Mình sẽ đổi phép thuật đi. Mình sẽ dùng phép phép nào vậy ta? Hố đen nha. Lâu rồi chưa dùng hố đen. Rồi. Cho cua vô hố đen luôn. Vẫn không có rơi ra cái chân. Vậy là mình phải farm cái chân. Chân cua từ con cua khác à, chứ không phải con cua khổng lồ nè. A few moments later. Oh no. Đừng mà. Thiệt tình luôn á. Này thì dám mê hoặc mình á. Mê hoặc đi. Cho ăn mảnh băng nè. Mê hoặc đi. Mê hoặc đi. Bắn mảnh băng ra nè. Ui, phép mảnh băng không ăn thua rồi. Không được rồi. Cú hút sấm sét. Này thì dám mê hoặc hả? Mê hoặc đi. Cú hút sấm sét nè. Này thì dám mê hoặc. Thiệt tình á. Ôi, trong đất liền mình thấy có cua. Từ. Ủa dạ, phép này không ăn thua. Cú hút sấm sét. Ồ, con cua này cũng không có rơi ra cái chân à. Tưởng đâu con cua này phải rơi ra cái chân chứ. Ồ, vậy là con cua nào mới rơi ra chân ta? Tại vì thường thường bờ biển cũng hay xuất hiện cua lắm. Ủa dạ, lộn phép rồi. Vậy là cũng không phải con cua này rồi. Ủa sao con cua này trâu thế? Mình lấy cái rìu ra mình chặt nó luôn. Ôi nó dịch chuyển. Con cua lì lợm. Này thì cua lì lợm. À, vậy là những con cua này nó sẽ rơi ra chân, nhưng mà với tỷ lệ rất là thấp thôi. Ui, biết rồi nha. Này, bên đây còn cua nữa nè. Ồ, nó có rơi ra nhưng mà tỷ lệ thấp lắm. Đây nè, hai cái rồi. Thêm một cái nữa thôi. Ui, không có. Vậy là biết rồi. Chúng ta chỉ cần đi săn cua dọc bờ biển thôi là có thể có được những cái chân cua rồi. Giờ thì mình còn thiếu hai cái vật liệu nữa. Đó chính là răng cá mập cũng như là cái jelly này nè. Ui, cái jelly mình cũng không biết là farm từ con nào luôn ấy. Ui, trước mặt mình là con này hình như là con Hydra đúng không vậy? Naga, con này, ao, nó chuẩn bị tấn công. Chạy. Naga hả? Này thì Naga, nướng nó luôn. Naga nè. Ui sao mà nướng thất bại ơi. Ui nó phun độc kìa. Phun độc nè. Trời ơi nó cắn. Nó lượn xuống nó cắn rồng mình kìa. Tấn công. Naga nè. Ui sao hốt. Naga nè một hit. Một hit đi luôn à. Này thì tấn công cà khịa các thứ hả. Mắc ghét chưa. Con Naga đó lâu lâu nó cũng xuất hiện. Nên mình cũng hơi bị bất ngờ ấy. Trời đất ơi. Tưởng đâu chiếc này là bị Naga ám sát rồi chứ. Mình có search Google á, là cái vật phẩm jelly này sẽ rơi ra từ cái con jellyfish. Đây jellyfish là cái con này á. Nhìn giống con sứa hơn á. Nhìn đi rang con sứa luôn. Để mình sẽ dùng cận chiến mình farm nó. Không có rơi ra.
nè, có nè. Ê, vậy là đúng rồi. Mình phải tìm những con jellyfish đó. Ôi, trên cái vùng biển rộng như vậy tìm con đó cũng hơi mệt á. Nhưng mà mình cần phải tìm thêm hai cái nữa, để cho đủ số lượng ba cái jellyfish thì mới có thể chế tạo được cái viên đá nước ha. Cố lên, cố lên. Rồi, đủ rồi. Quá đã luôn. Nói chung thì tỷ lệ rơi ra cái jellyfish này ít ra nó cũng nhiều hơn là của cái chân cua ấy. Mình thấy phao nó còn dễ hơn chân cua. Và phía bên này thì wow, một cái con tàu của băng cướp biển cá mập đầu búa. Ui, cái băng này hôm bữa mình mới tiêu diệt một lần rồi, bữa này vẫn gặp nữa. Cú hút xám xét bằng hai tạc cướp biển. Ai da, quấn đau vậy. Cú hút xám xét nè. Wow, 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 cái băng hai tạc này bây giờ đã tăng cường sức mạnh hay sao á, quấn đau quá. Hồi phục các thứ. Búp giáp, búp kháng cự đi luôn. Rồi, giờ mình rất là mạnh rồi. Mình sẽ cho bọn chúng vô cái hố đen ha. Hố đen nè. Ui, hố đen khi mà rớt xuống nước thì sẽ bị mất luôn hả? Oh no, vậy thì không được rồi. Đột nhập vô luôn. Và phía trên của cái con tàu này thì nó sẽ có được cái trứng rồng Parrot ha. Đâu trứng rồng Parrot rồi ta? Ủa mình nhớ trên đây có cái trứng rồng Parrot mà nha. Đâu rồi cả? Ủa không phải căn phòng này à? Ủa hay là... Ủa? À, biết rồi. Đây là con tàu mà lần trước mình mình khám phá rồi nên trứng rồng không còn. Ủa hèn gì mình thấy những con vẹt khổng lồ này nó bay ra ngoài được nè. Bảo sao không còn chút đồ gì trên này luôn. Trên này còn cái nịt tới. Mình lấy sạch đồ hết rồi. Ok, giờ thì tôi chắc đi tiếp nào. Giờ thì mình cần phải tìm thêm cá mập nữa. Mà tiếc là pha mấy thanh niên này thì không có rơi ra cái răng cá mập. Rơi ra đồng xu mà chứ không có rơi ra cái răng cá mập ha. Vậy là mình phải farm những con cá mập khác rồi chứ không phải con cá mập đầu búa này. Mấy con cá mập này không? Ừ, hình như đây là cá mập thiệt. Con rơi ra cái... Ui ui, nó cũng tấn công mình nha, không giỡn nha, con này hung đấy. À, ui, nó cắn mình. Này thì cắn. Ôi, không có rơi. Oh no. Hết rồi. À, còn một con nữa. Chạy đi đâu? Cá mập. Ui ui, nó cắn. Cá mập này hung lắm. Ui ui. Thích cắn không? Có rơi không? Có. Rồi, chính xác nha. Vậy là mình phải farm những cái con cá mập hồi nãy á, thì nó sẽ rơi ra những cái răng cá mập này. Rồi, biết đường rồi đó. Chỉ có điều là tìm nó hơi cực thôi. Trên cái biển này nói chung á, tìm cái con, mấy con cá mập nè, rồi jellyfish ấy, hơi khó một xíu. Nhưng mà phải cố hơn thôi chứ biết sao giờ. Phải tìm được thì mình mới có thể kiểu như là làm viên đá nâng cấp cho rồng. Ê, và đây là trứng của rồng Sea Soccer. Vô tình mình lượm được trứng rồng Sea Soccer luôn. Quá là đã luôn á. Bên đây còn một trứng nữa nè. Ê, và xa xa mình thấy có con thùng luồn, nó định ăn rồng hay sao ấy. Ui no. Mình sẽ đóng băng nó lại. Không cho nó ăn rồng đâu. Người định làm gì rồng? Người định làm gì? Ê, giải cứu rồng, giải cứu rồng. Đóng băng nó. Ui, mình không đóng băng được con này. Ái da. Ui, nó cắn đau quá à. Ui, nó hất mình lên kìa. Láo chưa? Hố đen. Hút nó vô. Ui, nó né được hố đen mình rồi. Cay quá. Trời, bơm điện đó. Này con, con rồng biển khốn kiếp. Ui, nó giết hết được một con rồng rồi. Này, dám giết Sea Soccer hả? Này thì giết Sea Soccer nè. Ui, mình chiến đấu mình cũng phải hồi phục nha. Này thì dám giết Sea Soccer nè. Chết tiệt thiệt. Mình đã ra sức bảo vệ nhưng mà tiếc thay cái phép đóng băng của mình không hiệu quả trên con rồng đó. Không là mình cũng bảo vệ được Sea Soccer rồi. Ui. Ra luôn. À, dùng phép thuật cũng có thể farm được à. Ok, dùng phép thuật thì farm luôn. Lấy phép thuật hút nó cho đã.
Đâu rồi? À không, rơi ra. Còn đâu? Không sao không sao. Còn có bên này nữa. À cạp cạp cái gì? Cạp cạp cái gì? Rồi. Đây 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 đây. Rồi vậy là chúng ta đã đủ số lượng kiểu như là răng cá mập rồi. Giờ thì mình chỉ cần lên trên bờ và chế tạo thôi, là chúng ta có thể tạo ra được viên đá nâng cấp Nivery thành Nivery nước rồi. Công thức của nó là như vậy. Thêm hai cái chân cua ở hai bên. Đó, không được. Chắc là phải giống như viên đá nước rồi. Ủa, viên đá lửa rồi. Là mình phải tới cái ngôi đền Nivery và sử dụng cái đe thì mới chế tạo được á. Chắc chắn là như vậy rồi. Ok, không sao. Sẵn tiện bên đây có một cái chỗ, hai chỗ luôn, hai chỗ pháp sư. Mình sẽ ghé mình coi coi mình mua được mấy cái thứ gì tốt tốt không. Mua đi, rồi chúng ta cửa rồng về. Đi hổng rài cũng lâu rồi. Sách master nữa. Ui, hổng rài sao mình gặp chỗ bán sách master hoài luôn ấy. Bây giờ mình đã gom gom cũng được mấy chỗ rồi đó. Bên đây thì sao nhờ? Ồ ồ ồ. Bên đây như là pháp sư gian ác. Oh no. Mình sẽ động đất. Mình sẽ sử dụng phép động đất cho sập nhà ông này luôn. Động đất nè, sập nhà luôn chưa? Chưa sập nhà. À, ái chà chà. Chưa sập nhà hả? Mình sẽ kêu Storm Elemental của mình ra. Hãy trả giá đi, tên pháp sư gian ác. Một hit một đi luôn à. Storm Elemental mạnh thật sự. Rồi. À, đằng này thì còn có chỗ của trứng rồng. Nhìn quen lắm. Hình như là cái em gì ta? Hydroptera đúng rồi, Hydroptera ha. Ồ, như vậy thì ngoài ở dưới nước ra thì trứng Hydroptera cũng có thể xuất hiện ở trên cạn này. Ê, nhưng mà em đang ngủ hả ta? Em đang ngủ thì vậy cho mình xin ít khối vàng nha. Cơ hội liền. Ba khối vàng chứ có ít đâu. Rồi, em ngủ tiếp đi. Mình cử động đi về thôi. Sẵn tiện trên đường về á, mình sẽ ghé ngang ngôi đền Nivery luôn. Để chế tạo cái viên đá nâng cấp thành Nivery nước ha. Tiện đường mà. Rồi, đặt công thức vô. Chân cua nè. Jelly. Và cuối cùng là Water Essence. Là được một cái viên Water Stone rồi. Quá đã luôn. Giờ thì chỉ thiếu mỗi em Nivery thôi. Giờ mà đi về, trên đường về gặp luôn cái trứng rồng Night Fury thì ta nói là nhức cái nách luôn á. Tuyệt vời ông mặt trời ha. Và đó chỉ là nếu thôi. Còn có hay không thì chưa biết ha. Giờ thì cùng nhau về nè. Hy vọng là gặp được ấy. Mình rất là mong chúng ta sẽ có được một em Night Fury nước trong ngày hôm nay luôn. Cuối cùng thì cũng có được một cái chìa khóa rồi. Chủ yếu mình farm con ếch này để kiếm chìa khóa chúng ta bước vào cái ngôi đền ếch thôi. Và trước khi bước vô thì chắc mình phải sửa lại bộ giáp cái đó. Tại vì bộ giáp hiện tại của mình nó hư khá là nhiều ấy. Rồi, mọi thứ đều đã xong xuôi hết rồi. Giờ thì vô trong thôi, triển thôi. Mong rằng mọi điều may mắn sẽ đến chúng ta trong ngày hôm nay khi mà bước vào cái ngôi đền ếch thôi nào. A few moments later. Mình xuất hiện ở một nơi có vẻ khá là an toàn, nhưng mà trước mặt mình thì không an toàn lắm đâu. Mình thấy có 7 hay sao á. Chưa, mình sẽ chuẩn bị phép thuật trước rồi đã. Động đất. Rồi các thứ hồi phục. Rồi đầu tiên là búp. Búp máu trước nè. Búp kháng cự trước nè. Rồi sau đó tiêu diệt những con ếch. Tại vì trong đây có rất là nhiều ếch luôn. Ngôi đền ếch mà. Ui, chưa gì mình đã bị buồn nôn rồi. Hình như mấy cái nấm ở đây có độc thì phải. Đụng vô là bị buồn nôn ấy. Ồ, đây có tên pháp sư ếch nữa nè. Pháp sư ếch hả? Chọi bom điện các thứ. Ui, pháp sư gì mà chơi phép thuật dính độc không vậy? Oh no. Tiếp tục dùng bom điện thôi. Mình nghĩ trong cái địa hình mà nước nôi như vậy nè, mà quái những con ếch đông như vậy thì nên dùng cái phép thuật điện á. Tại vì nó có thể tấn công nhiều con cùng lúc. Rồi, đang ghi cái biển gì đây? Danger, à nguy hiểm hả? Ừ, nguy hiểm thiệt, đằng kia mình thấy có bộ xương luôn kìa. Yêu. Vậy là không đi hướng này đâu, nguy hiểm lắm. Ê. Ôi trời 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 trời. Con rồng đâu lạc trôi trong ngôi đền này vậy? Nó ngủ trên đó kìa. Ui thôi.
Không nên chơi với nó đâu, nguy hiểm lắm. Ở đây còn có Ninja S nữa. Ninja S này. Wow wow wow. Ngoài S ra thì ở đây còn có Ninja S nữa nha. Nhìn hướng này hết đường rồi. Quẹo qua đây đi. Mà mong là con rồng. Con rồng nó đừng có thấy mình. Nó thấy mình là mệt đấy. Ôi ở đây có. Ôi con rồng thấy mình rồi. No 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 no. Ok. Rồi. Mất tiêu rồi. Ảo thật đấy. Mình đẩy lùi nó đi luôn rồi. Oh no. Trời đất ơi. Cái con rồng khốn kiếp đó. Tại nó không á. Quấy rối cái sự bình yên của khu vực này. Mình đang vô lặng lẽ khám phá để lấy đồ mà gì đó. Bực hết cả người. Rồi trong đây nó còn có những cái chiến binh ếch nữa nè. Hoài ếch các thứ hả? Chỉ là bây giờ mình chỉ cần farm những cái Ninja S thôi. Mình thấy nãy giờ farm Ninja S thì mới rơi ra cái chìa khóa thôi. Nên chắc phải kiếm thêm Ninja S để mình farm thôi. Ui da, trời ơi, có con ếch để lùi. Quýnh mình văng xa vậy. Kỳ ta. Bữa nay cảm giác gì hơn mà vừa đen ấy. Vừa hơn vừa xui ấy. Kiểu như gần tới khúc gây cấn thì nó bị văng game. Không mà văng game thì cũng bị cà khịa. Chẳng hạn như là vụ mà con rồng đột nhập vô đây. Ôi trời. Mình biết sao nãy văng game rồi. Con rồng nó đốt cái cây khổng lồ. Cây cổ thụ này hàng gì nó lắc máy. Nó mới văng game như vậy đấy. Khốn kiếp chưa. Bảo sao tự nhiên đang yên đang lành mà văng game à. Ôi trời. Từ từ. Mình sẽ gán kiếm thêm những cái token ha. Chủ yếu là một xíu nếu mà mình khám phá xong công trình này, mình còn đi mua cái bộ đồ ninja S mặc cho nó ngầu nữa. Đi làm ninja luôn. Quá dữ quá dữ. Rồi giờ thì mình đã có được 4 cái chìa khóa rồi đúng không? Để mình sẽ mở cửa dần dần đi ha. Cửa vào nó nằm ở ở đây. Đây đây đây. Nhảy vô được không? Ui kìa. Biết trong nó có rương rồi kìa. Nhưng mà nó không cho mình vô. Trời ơi. Cái này mà nó không bị rào lên thì mình chui vô luôn rồi. Nó có một cái bức tường tàng hình ngay đây rồi. Thôi không sao, mình có chìa khóa mà. Mình đi vô đúng theo cánh cửa nó chỉ đây. Rồi còn thiếu một cái chìa khóa. Còn một cánh cửa nó mới vô trong được. Giờ mình phải farm con nào giờ ta? Mình đâu thấy con nào rồi. Đâu còn thấy con Ninja S nào đâu. Ủa? Ninja S... À đây 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 đây. Ninja S núp lùm hả? Ninja S núp lùm. Rồi xong phim. Đủ rồi đủ rồi. Chìa khóa cuối cùng dẫn tới căn phòng chứa rương. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới. Vô 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 lẹ 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 lẹ. Mà cũng phải chuẩn bị tinh thần nha. Búp các thứ lên. Kháng cự rồi búp máu vô. Nhỡ mà S tấn công mình thì mình còn không sao á. Tại vì S này là bảo vệ cái rương á. Wow. Vô thôi vô thôi. Đừng đánh nha đừng đánh nha. Đó là Rogan á. Kiểu như là rồng lai S á. Được thiệt sự. Và trong rương này có trứng Rogan luôn. Đã nha. Bữa nay có thể là một ngày cực kỳ hên của mình luôn á. Và thêm một cái quần của Rogan nữa nè. Cái quần này thì không chế tạo được. Để mình coi coi. Rogan. Nguyên một set đồ luôn á nha. Set đồ S. Xịn vậy. Bữa nay mình đã có được cái quần rồi. Cố lên mà mốt tìm thêm nhiều ngôi đền S như vậy nữa. Chúng ta sẽ có thêm cơ hội thôi. Có thêm những cái bộ phận khác trong set đồ Rogan. Bây giờ mình đã có trứng của Rogan rồi. Về thì mình có thể up để tạo ra một em Rogan giống như vậy á. Trời ơi. Xịn xịn xịn. Cái này thì mình không phải chủ của Rogan nên không cưỡi được. Ok. Thôi cảm ơn vì cái rương á. Ồ nhưng mà ở đây nó có khối ngọc lục bảo. Không biết là mình lấy được không ta. Ui không lấy được. Không có lấy cái gì về được luôn á. Cái rương này cũng không lấy được luôn. Thôi không lấy được thì thôi, đi về. Bye bye, bye bye Rogan nha.
để coi coi trứng rồng ếch trông như thế nào đây. Đặt xuống coi thử. Ồ. Trứng rồng ếch cảm giác nhỏ hơn mấy cái trứng còn lại một xíu á. Các bạn để đi. Kiểu cực kỳ nhỏ luôn á. Đây là size nhỏ nhất mà mình từng nhặt luôn á. Khá là đặc biệt. Rồi ấp luôn. Ếch thì chắc sẽ ấp bằng cái máy ấp và bằng nước ấy. Chính xác, chính xác. Storm Stratus thì sao? Cũng vậy luôn. Rồi vậy là mình thiếu máy rồi. Thiếu hết một máy để ấp trứng rồng Sea Soccer rồi. Vậy là phải đợi để Sea Soccer có thể ấp rồi. Không sao, để dưới đây đi ha. Đó. Và bữa nay thì mình chỉ tìm thêm được có một quyển sách phép mới thôi. Đó là quyển sách cấp Apprentice nè. Ôi, hai quyển. Ồ, hai quyển lận. Ok, có bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Không sao hết. Rồi, cho vô. Học luôn. Đấy. Đây còn hai phép. Bữa nay mình học là hai phép gì ha. Phép đầu tiên có tên là Shield. Oh. Nó sẽ cho mình kháng cự kìa. Khi mình kích hoạt phép này lên thì mình sẽ có được một cái khiên phép thuật ở phía trước ha. Không biết là nó có chặn được đòn đánh của con xương hay không, của con zombie đồ hay không á. Được nhá. Có chặn từ sau lưng không? À không chặn được từ sau lưng nha. Chỉ chặn được ở hướng trước mặt thôi. Ồ, ra là vậy. Một phép phòng thủ cũng khá là hiệu quả. Rồi, và phép thứ hai có tên là Ignition. Ui da, ui da, ui da, ui da, nó đốt mình ghê quá. Phép này thì nó sẽ bắn ra một quả cầu lửa thì phải. Không, chính xác hơn là mình sẽ thiêu đốt luôn. Mình sẽ chọn mục tiêu và thiêu đốt mục tiêu đó. Ui, nhưng mà cẩn thận nha. Phép này nếu mà mình dùng trong nhà là lỡ ngớ cháy nhà đấy. Mình thấy nó đốt cái bụi cây được á. Này, mình thử nè. Đó, đốt được, đốt cây được. Ui no. Phép này không thích hợp cho mình dùng ở trong nhà đâu. Ui, ui, thôi xong rồi. Rồi, và mong rằng những quả trứng rồng mình ấp á, nó sẽ sớm ấp thành công và chúng ta sẽ chào đón vào một ngày không xa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá may mắn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.